chứng tứ thiện mà sư hay đề cập, vậy liệu trong kinh có ghi chép về trạng thái của người hành giả khi đạt quả vị tứ thiện không? Còn muốn biết thêm về quả vị thiền đạt được sẽ mang lại lợi ích gì? Xin thưa là trong kinh có rất nhiều nha, trong kinh có rất nhiều. Hơn nữa, tứ thiền không phải là quả vị, mà nó là tầng thiền chứng, chứ nó không là quả vị. Quả vị là chỉ cho các cái thánh quả thì mới gọi là quả vị, còn tứ thiền chỉ là các tầng thiền chứng thôi. Lợi ích của tầng thiền chứng tứ thiền á, là giúp cho chúng ta có định tâm tốt để quan sát danh sắc